Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hạ số 5 ngõ 198 Thái Hà, vâng, những lô hàng súp reo đến từ Vương Quốc Anh là chuẩn bị về để phục vụ cho AV Show và 2X Show. Và đây là năm nay chúng tôi cũng sẽ xin giới thiệu với những cấu trúc đánh của những dòng súp reo này vào hỗ trợ cho những bộ dàn. Và với người nghe thì luôn luôn giải trầm là một vấn đề rất là nan giải. Nhiều người ta muốn tìm các ngoại cách để có một tiếng trầm tốt, có một tiếng nền sâu, thì đó là một giải pháp chính là dòng súp reo này. Vâng, sau đây tôi sẽ xin giới thiệu, đây là dòng súp reo Acoustic đến từ Vương quốc Anh và có mã số là S510. Đây là model mới nhất 2019 hiện tại vừa cập bến của Thiên Hà Audio chúng tôi. Vâng, súp reo này thì nó có màu black. Đó, và đây là số serial number. Và đây là nguồn điện là 220-240. Và với một dòng súp reo thì cơ tương đối là cân nặng đợt này là nó cũng sẽ khác nhiều. Và đây là dòng model mới nhất của trong súp reo này và được tạp chí What Hi-Fi cũng như Stereo đánh giá rất là cao. Và hiện tại bây giờ thì súp reo đã có mẫu bản của những cặp loa lớn hàng đầu thế giới. Chơi khi muốn có muốn giải trầm sâu nữa vẫn phải sự hỗ trợ trong súp reo này. Và súp reo này chính là những súp nghe nhạc hay nhất, tuyệt vời nhất. Còn sau đây tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật đưa một cục súp reo này lên phòng test lab và chúng ta có một sự trải nghiệm cùng đánh với cặp BL 3900 và Macintosh MA9000. Mời các bạn. Vâng, bây giờ thì tôi xin mời các bạn cùng tôi xin được khui thùng cục súp reo này. Nên đây là model loa mới nhất 2019 thì chúng ta sẽ cùng xem là nó có cái sự gì khác biệt ngày hôm nay. Đầu tiên thì tôi đã thấy ngay đây rồi là một quyển catalog hướng dẫn cách sử dụng. Và súp reo là bao giờ cũng có những cái jack Newtrick như này. Đó là 8 mét dây của Newtrick, những cái hàng dây jack tốt hàng đầu thế giới với nguồn điện. Rất là cẩn thận. À đây có sự khác biệt đây rồi. Đây là có cái gì đây? Đây chắc là bộ chân kê. À đây là ốc. Đây là cái căng. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, tôi vẫn muốn để nguyên khối thế này để đặt vào đây. À, có một sự khác biệt rất lớn. Đó, mọi khi các dòng súp khác thì đa phần thì là chỉ có 4 chân ở 4 góc. Như đợt này đã có một sự cải tiến rất nhiều, đã nâng cấp rõ rệt lên. Tức là đã làm cho độ trang trí của cặp súp này sẽ đẹp hơn. À, bây giờ thì tôi sẽ lật, nhưng mà đây là thảm mềm nên tôi cũng chưa cần phải lắp chân vội. Mà tôi muốn lật ra xem ngay là có gì đặc biệt hơn không. Vâng, cái đầu tiên tôi cảm nhận thấy rồi, đúng ra đây là những đường link để dùng cho những dòng súp này có thể đánh theo định dạng array, tức là chồng lên nhau để mình đánh nhiều cục súp, có thể là 4 cục, có thể là 6 cục cũng vẫn ok. Thì cái này rất là hay vì các dòng súp trước là không có cái đường link này. Đây là một sự cải tiến mới. Và cái thứ hai là tôi vừa nhìn thấy cặp chân vừa rồi thì tôi thấy rất là thích cái bộ chân này. Đúng là mỗi năm nó lại có một công nghệ mới, lại đổi khác, có sự đổi khác rõ rệt. Hay đấy. Và đây trên mặt trên này logo cũng đã thấy khác rồi. Và còn đây thì các bạn nhìn xem với logo biểu tượng của hãng, các bạn nhìn đây. Dòng sản phẩm này nhìn trông đã mắt luôn. Và với dòng súp reo này thì đây là một bát 25 phân. Nhưng mà lại bằng một dạng kim loại tổng hợp đặc biệt, nhưng mà sau đó là phủ một lớp sợi carbon siêu nhẹ, siêu mỏng lên phía trên này để giữ ổn định dòng súp này. Và dòng súp này được khuyến cáo là đánh công suất tương đối là tốt và cái độ tuyến tính âm thanh nó thì rất là phù hợp với cả dòng loa. Và nó hay hơn nữa là nó không làm cho âm thanh nó bị trễ pha như những dòng súp thường mình hay dùng, loa súp hơi. Và công suất danh định của cặp súp này thì là đến tận 500W ở đánh theo công nghệ Lexen, tức là 500W mạch Class D. Nên các bạn cứ yên tâm
khi dùng cái này vào với giải trầm xuống từ coi như là 20 hertz đến 35 hertz thì tôi nghĩ đó là một cái sự ấn tượng về dòng súp này. Còn bây giờ tôi cũng không phải để các bạn đợi lâu, tôi muốn mời các bạn và chúng ta quay vào đây nhìn sang bên cạnh này, các bạn thấy có một sự khác biệt khác tiếp này. Đó, tức là mọi khi thì đây là nó sẽ là hai cái đầu bắt ốc, đây bây giờ người ta đã làm cách điệu lên rất nhiều và đây có sự chắc chắn và bắt cảm con vít sâu trong này, nó sự thực sự là quá ấn tượng và đẹp. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa cặp súp để vào và tôi sẽ cắm đây và chúng ta cùng trải nghiệm. Vâng, đôi loa JBL 3900 cũng đã làm đôi loa rất tuyệt vời khi ghép với MA9000, một âm ly đầy nội lực, nhưng mà thực sự mà các bạn là khi nghe với không có dòng súp Reo này thì chúng tôi cũng cảm thấy là đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng khi đưa dòng súp Reo 510 này thì thấy cái sự đó đã được nâng lên một cách rõ rệt. Chúng tôi đã test một thời gian rất là lâu và những bài cực kỳ khó, tốc độ cực nhanh để xem đáp đường tuyến tần số như thế nào, thì chúng tôi mới thấy là cái giá trị của dòng súp Reo này. Vâng, đúng, súp Reo này thì người ta nói là vua của các loại súp nghe nhạc, nó cũng phải có lý do của nó. Vâng, đúng, hôm nay thì các bạn đã nhìn thấy đây. Còn hiện tại giờ tôi sẽ test cho các bạn nghe thử khi không có dòng súp Reo, và một cái có dòng súp Reo và không có súp Reo thì tôi sẽ bật trước đây, bây giờ các bạn nghe một bài test đầu tiên luôn, sau đó tôi sẽ chơi qua dòng súp này. Thì mời các bạn. Z's a call for senses, the boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh home 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. Senses, the boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh home 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. Đường xưa lối cũ, đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng
sao sáng trên bầu trời audio, đó chính là dòng Supreo đến từ Anh Quốc. Với sự hỗ trợ đắc lực của dòng Supreo này, với một cặp loa như dòng JBL này, từ cái giải tần từ 120Hz đổ xuống đã bị suy hao một cách rất nhanh đến giải tần 40Hz, thì đã được dòng Supreo này hỗ trợ một cách tương tác rất là tốt để cho giải trầm nó sâu và giải trung trung trầm nó vẫn giữ được cái độ dày. Và cái quan trọng nhất là nó không bị làm lệch pha, mà nó làm rất là tốt cái đồng pha với tất cả các hệ thống Supreo để lấy từ tín hiệu từ đường pre ra. Tức là về phần âm sắc và lấy từ bờ đèn ra vào trong Supreo đã có âm đi sẵn rồi, nên cái sự đồng pha này người ta đã tính rất là trên tập quán, rất là chuẩn, không bao giờ có sợ bị sai. Và chúng tôi đã thử rồi, chúng tôi đã trải nghiệm thấy điều đó là điều rất tuyệt vời. Các bạn yêu dòng Supreo mà các bạn trong nhà chơi những bộ dàn quý mà có một chút mà thiếu về giải trầm và giải trung trầm, thì các bạn hãy nhớ đến Thiên Hà Audio của tôi. Chúng tôi sẽ có những dòng Supreo và có những cái trải nghiệm rõ rệt thực tế cho các bạn trải nghiệm. Thiên Hà Audio, điểm đến của người yêu nhạc. Xin chào, hẹn gặp lại phút sau.